Mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh cẩm lực Attila, mình là cho chúng tôi tuyên quang. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Himya để đi chinh phục thế giới. Và thật trước thì nói chung bây giờ thì mình đang cố gắng đàm phán hòa bình với tất cả các phe. Cố gắng đàm phán hòa bình với tất cả các phe. Và về cơ bản thì hiện tại thì bọn chiến tranh hung nô này. Thằng này chiến tranh với Sassanid. I am here then. Speak your thằng này nó vừa mới đánh nhau một trận. And be sure that I find profit in them. Chính là ông Sassanid nào đấy. Đang suy yếu đáng kể. Chiến tranh với Đông La Mã. Mình sẽ phải tiếp tục chiến tranh với Đông La Mã rồi. Chả có sự lựa chọn nào khác à. Mức độ tin cậy kiên định, vương quyền ấn tượng, hạng 2 server. Thằng Sassanid hạng 3, Đế quốc Đông La Mã hạng 1. Ây da. Mình thấy tự dưng có một cái thằng nó du mục, nó trèo sang đất nhà mình. Thằng này thì mình không sợ, thằng này nó là đệ của Sassanid, thằng này này. Hình như nó là quân tàn quân cuối cùng ở đâu đó, còn ở đây. Là mình sẽ cho đội quân này sang hỏi thăm nó xem là nó làm cái trò gì, nó định làm gì trên đất của mình đây. Còn quân đoàn phương Bắc thì đang chờ hồi phục. Kế hoạch thì chắc là mình sẽ lại tiếp tục tấn công vào đây thôi, nhưng mà ta cố trị an các mấy cái vùng đất này đó. Ma Mã thì nó ở khắp mọi nơi nhỉ. Trading softly. Ây da. Ở đây có một quân đoàn này. Mà bọn La Mã này nó chịu khó mua pháo lắm nhé. Thế mình lạ. Một mà đến hai quân đoàn. Nếu mà quánh vào đây một phát là nó sẽ cho mấy quân đoàn nó quay. Quân ở đây thì chắc chỉ đủ để phòng thủ, không thể tấn công được. Chắc là phải bổ sung thêm quân thật. Lực lượng mỏng quá, không đủ sức đánh nhau. Phía Tây thì mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Ở phía Tây này chúng ta chỉ phải yêu cầu đánh đây thôi. Là mình đánh đến đây là hết rồi. Hoàn thành nhiệm vụ ở phía Tây. Vẫn đang duy trì một quân đoàn, một hạm đội ở đây. Nói chung là ổn. Chờ chút xíu chúng ta ổn định các cái vùng lãnh thổ này. Sớm hay muộn chúng ta cũng phải chiến tranh với thằng Đông La Mã tiếp. Nếu không thì thằng Sassanid nó sẽ làm loạn lắm. Chắc là phải đưa thêm ít nhất là một hoặc hai quân đoàn dự bị để tiến lên khu vực của Đông La Mã. Mình nghĩ là với hai quân đoàn đi cạnh nhau cũng chưa có gì là đảm bảo cả. Với điều có huyền thoại này thì Đông La Mã nó đánh rất mạnh. Sassanid bây giờ mình hoàn toàn chưa đủ lực để đánh nó. Cái thứ hai là cái chiến tuyến quá rộng. Mình sẽ thua ngay. Có một điều là bây giờ thằng Đông La Mã nó đang đồng minh với thằng Hung Nô. Đánh nhau kiểu đấy thì mình hơi thiệt thòi. Dọn để ông đi đâu đây này. Nó chạy lông côm trên đất của mình. Cái quân đoàn này mình nghĩ là có lẽ mình sẽ phải thành này. At your command.
ta tính tuyển một ít loại quân lính ném lao. Thằng này nó tính làm gì nhỉ? Nó chạy tung trên đất của mình này. Advance, finding shelter. Được tiền để xây lớp công trình nữa rồi. Cung thủ tinh nhuệ Nubia, kỵ binh Ả Rập. Tăng trưởng thì cũng không cần nữa rồi. Xây cái nhà Do Thái thì cũng cơ mình chưa. Hồi quân chưa xong. Vua đó đây. Chết luôn vua. I am woven from shadows. Chiến tranh với Sassanid và đám đồng minh. Chiến tranh với cả Langoba nữa. Ủa, mình nhớ là lúc nãy nó đồng minh với cả Hung Nô. Sao giờ đâu rồi? Tiếp tục suy yếu. Tiếp tục suy yếu này. Đáng sợ thật. Phải hội đủ quân mới lên đây đánh nhau tiếp được. Trên này nó đông quân lắm. Ấy. Treading softly. I shall rest a while. Rất nhiều pháo. Chui đâu ra cái ông tướng này. Thầy Pháp. Chạy đi thế. Mình sợ tiến lên phía Bắc là gặp Hung Nô lắm. Nó khỉ thật, cái thằng này nó đến hai quân đoàn này rồi. Nó đi du mục. Tộc sinh con.
không bổ nhiệm cái gì thêm à? Kinh tế của mình khá là mạnh nhưng mà. Ready for battle. Is that all, my lord? Cái bọn này nó có đội hình pha lăng. Tấn công quận 9 có 12 thôi. Sát thương tầm xa 105. Đạn dược. Giáp trâu, máu hơi bùn. Có đội hình pha lăng thì sẽ chống được kỵ binh. Trông vẻ yếu. Ủa người lương thực nhiều ghê nhỉ? 50 lương thực. Chưa giảm thuyền chiến ngay bây giờ. Ready for orders. Make haste, men. You there, get to work. Khiêu khích thằng Đông La Mã nó đánh mình trước. My lord. Nếu như vậy thì mình cần phải có lực lượng bộ binh mạnh. Ở đây mình dùng nhiều lính cung tên quá. Ready for orders. Hay kích động nổi loạn đi pha mấy khẩu pháo to nhỉ? Pha mấy khẩu pháo to cũng đẹp. Mấy ông dợ này làm gì ông mò tận dưới này cũng gì không biết. Bọn này không được bổ nhiệm cái gì. Quyền lực của mình hơi cao.
tìm vợ cho nó nào. Úi dồi ôi, chơi toàn lấy speed để cùi. We fight for you, my lord. Nhiệt huyết bị bỏ rơi, giảm trung thành, dễ nhìn, thẩm quyền, nợ máu, nhiệt huyết, khát vọng, sĩ khí. Nói chung là nó được điểm cộng, nó không bị trừ nhiều. My lord. Thằng này thì chán đời quá nhỉ. Chả có thằng nào khá hơn. Chì. Khai thác chì. At your command. Phạt chị An kinh quá nhỉ. Nhưng mà nó được nhiều tiền. Đào vàng. Quân đoàn ở nhà vua đóng ở bên này. Cánh quân bên này chưa có gì đảm bảo. Chết rồi. Không đi, không chiến tranh nhanh với thằng Đông La Mã là mình gặp vấn đề. Có cái thằng dợ gì nó chạy trên đất của mình thôi. Welcome. Speak. Come on. Do not waste time, better spend it hunting. Cho nó ít tiền không kiểu nhỡ nó ghét nó lại trèo đất mình nó đập nhau chết mất. Ghê lắm, mấy ông dợ này dễ lắm. Thằng này nó rảnh ghê nhỉ, nó cứ chạy sang nơi nó lại chạy về. Đánh ông Sassanid thì đánh đi. Bây giờ mà mình tiến sang phía Hát. Nhiều anh em bảo mình chiếm đốt hết toàn bộ châu Phi đi, nhưng mà chiếm toàn bộ châu Phi bây giờ chúng ta cần lực lượng bảo vệ khá lớn đấy. Để thử xem hai quân đoàn liệu có thể giải quyết được châu Phi không. Để ra chiếm được châu Phi thì cũng giàu. Từ chối cô ta.
Địch vợ, nhưng mà con bé đấy nó xấu quá. Không đánh ở phía đông nữa thì sang phía tây đánh vậy. Ready for orders. Ready for orders. It is a great and glorious thing to fight for our cause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Are you ready to serve? Ready for battle. Look to the defenses. Set up the watch. Vùng bên này cũng có nhà lính rồi. We fight for you, my lord. The noble cause requires noble men. Kinh tế mình có thể nuôi được cái này quân mà. Cố lên chứ. Cắm một quân đoàn đây mà vẫn nổi loạn. Sợ gì. Cắm nguyên cả một hạm đội đây mà vẫn nổi loạn. Ready for orders. Khu vực phía này đánh nhau với thằng Đông La Mã này cán vấn đề. Tuyển mấy thằng lính giáo La Mã để lập đội hình Testudo cũng hay nhỉ. Your command. Chiếm một vùng thì dễ, nhưng ổn định ở cái vùng đó thì cực kỳ khó. My lord. Đáng con chó chả thấy có thằng nào khá khẩm. Thích cờ bạc, vãi trưởng. Hội thanh niên thích cờ bạc. Ready for battle. At your command. Ready for orders. I am no one. Thu lại một phần của cải của tỉnh, mất do tham nhũng. Entertaining. All men must serve.
Mình có chì rồi này. Bây giờ mình còn thiếu gỗ nữa. Gỗ đây. Quân nổi dậy rồi. We fight for you, my lord. Advance. Chạy đây để mua thêm mấy thằng cung tên này. You have further orders? Waiting for more orders. Hai cái xe bắn đá. My lord. Are you ready to serve? Hai cái bắn hay xịt. My lord. Đang tranh thủ hòa bình này phát triển. 181 lương thực. Lên lương thực ấm ấm ngay tiền. Thực lên ầm ầm ngay. Cái vùng này cho nó nổi loạn nốt lên để mình chiếm lại. Để kiểm soát toàn vùng này mình sẽ có thể giao thương được nhiều hơn. Bây giờ hiện tại mình đã vướng mỗi cái vùng này của thằng Sassanid thôi. Nó không nổi loạn lên là mình không làm nào được. Gamanatia này đang chạy về. Đông La Mã mạnh vãi trưởng. Quân của nó nhiều thế. Mấy cái thằng dợ ở phương Đông này, nó ở tít tận phía Bắc mà nó mò xuống tận đây để nó ở. Bọn này cũng liều nhỉ. Cái vùng này thiếu lương thực ghê quá nhỉ. Lên thành cấp 3 hết thả là thiếu lương thực. We fight for you, my lord. Is that all, my lord? Come, join our ranks. Cái văn hóa của mình cũng chưa lên được. 49%. Tốc độ tăng này thì quá chậm. Ready for orders. My lord. Gần này quân đoàn nó nhảy vào nó đập mình thì chắc là hơi rát lưỡi đấy. Khỉ thật. My lord. Thêm hai quân đoàn nữa.
Ramanatia quân đoàn nó đang về đến đây rồi à? Chưa dám đánh nhau. Ai già. Đông La Mã. Sonic cũng còn không ăn được nó thì làm sao mình ăn được bây giờ? What the hell? Mấy dợ này cứ chạy lung tung mệt ghê nhỉ? Có thể là mình sẽ theo ý kiến của anh em để đánh cái gọn khu vực phía đông ra nhỉ. Hai thằng đánh gọn khu vực phía đông. Lại sinh con ra ngoài ra thú. Khó kiếm vợ quá. Welcome. Welcome. Come. Cậu một xảo quyệt này. Enjoy the pleasures of my home and let us find a cord. Cho nó 3000 xem có thể hốt được cô dâu về. Tốt rồi. Welcome, friend. Không có cô dâu nào. Be well. Cô dâu này chắc đen thui thui luôn. I am here. Before you say anything, are you brave? I will be. Có thì cũng nên thôi. Welcome, friend. Please accept as a most đây. Humble audience for your giàu terms, có my poor self. Now. Phải chắc phải có tí tiền lót tay chứ. Lấy vợ con nhà người ta về mà cứ đòi lấy không. 1000. Ôi chắc phải 2000 rồi. Mình tưởng đơn giản cuối cùng cũng không đơn giản. Chắc em lúc nãy là 3000, em này chắc phải 2000. 3000 rồi. Mới có 17 tuổi thôi, trẻ lắm. Đấy. Greetings in the name of the. Còn mỗi thanh niên này chưa vợ. Mấy thằng kia là lấy vợ hết rồi. I will be a patient. Ready for orders. I want our at your command. March. At ease. Make haste, men. Fleet reporting, my lord. Tất cả đều là cả lương thực mà tại sao vẫn thiếu lương thực nhỉ?
Một 89 lương thực. Thằng spy ở đây đâu nhỉ? Ready for orders. At your command. Nó có một quân đoàn không nhiều lắm ở đây. Quân đoàn này mua quân xong thì có thể đánh cùng kết hợp đánh vào đây được. Giải quyết thằng Gamanatia đã. Thu thuế được tí tiền. How can I serve you? We fight for you, my lord. Chị An nó bẩn thật. Ready for orders. Ready for battle. Emin has many faces. How may I serve you? Nó có Katapak đây này. My lord. Cẩn thận, có khi gặp nguy hiểm. Nếu mà mình quyết định chiến tranh ở khu vực này thì để tính toán xem đã, thằng gạn liệu chúng ta có thể trong vòng một lượt đập chết được thằng Gamanatia không, nếu không là có thể gây chiến với cả cái thằng bên cạnh. Chắc mình sẽ phải đập tất cả đám này rồi, nhưng mà kiểm soát toàn bộ châu Phi thì mình sẽ mới có nhiều tiền được. Ôi ôi. Khả năng cao là mình sẽ phải có một trận phòng thủ ở đây rồi. Thằng spy mình ở đây đâu nhỉ? Hẹo kìa. Mấy thằng vợ này cứ di chuyển linh tinh trên đất của mình, vớ vẩn tí nó lại cướp nhà mình, vỡ mồm. Mấy thằng này không đi được trên sa mạc à? Mà sao đi sa mạc bị chết quân này. Thống đốc bang Alexandria đã hy sinh. Cổ thân em mày 49 tuổi rồi. 59 tuổi, 60 tuổi, 50 tuổi. Và chết. Hai vợ chồng bằng tuổi nhau này. Đấy, bằng tuổi nhau hết là quái nào. 17 tuổi với nhau. Lấy vợ trẻ này. Cộng một xảo quyệt cho thằng chồng. Đấy. Tăng thêm một xảo quyệt vào nữa, một cấp nữa là nó có thể đánh đêm luôn này. Mấy thằng spy đâu hết rồi. Emin
many faces. Mấy ông thầy tu đâu hết rồi. It is an honor to serve you. A sword needs a whetstone, a mind needs scrolls. Kì, Đông La Mã tiến sang tận đây rồi. Ready for battle. Mình cần lên nhà lính trước đã. Chưa có quân. Duy trì gần này quân đoàn để mà đánh nhau thì cũng là. Được, với lực lượng quân như vậy mình vẫn thủ được. How may I serve you? Ready for orders. At once. Advance. À, dân của chúng nó đang chết đói. Bên này thì không còn quân nữa. Quân đây thì đang chết đói. Được. Đợi quân đoàn này mua đủ phát đã. Thống đốc. Quản trị gia tăng thuế suất. Vùng Ai Cập này ảnh hưởng vào tôn giáo đi. Cái chuyện vệ sinh dịch tễ các thứ mình không cần nữa rồi. Mình nghĩ là bây giờ đến cái lúc mình thay các cái hỗ trợ này bằng cái ảnh hưởng đi. Vệ sinh thì bây giờ rất là cao mình chả cần. Cái này nó tăng 2 vệ sinh. Và nó tăng tốc độ nghiên cứu khoa học. Tăng tốc độ nghiên cứu khoa học 248%. Năm mươi phần trăm. Công cuộc cải đạo của mình hơi lâu vậy nhỉ. My lord, ready for battle. My lord. Đông La Mã liệu có giữ được vùng này không? Swift and silent. My eyes are yours. Ready for orders. My lord. My words are. Cái vùng này loạn mãi không xong nhỉ? Có mỗi mấy thằng nổi loạn mãi không xong. Thấy ông Gamanatia này. Nó tiến hơi xa, nó sang đến đất của mình nữa. Có một thằng chạy tiến thêm nhỉ. Nhưng chắc là yên tâm, không sợ. Lực lượng của phòng thủ của mình đủ của nó có thể ăn được. Lusian.
Nó mà chiến thắng được trận này thì nó cũng vẫn khá khá quân rồi. Để mình xem đã. À, nó muốn lấy vợ thôi gì? Cho mày lấy vợ. Có cái gì đâu mà. Cho mấy bà vợ đi làm mấy cái việc này nó hợp lý hơn. Thuyết phục thằng này cho nó tăng trung thành nó lên. Ây da, thằng này quân mạnh thế. Đi do tháng đã. I go. Can I assist you further? My mission was a success. My skills are a gift to be treasured. Cái gọi là nghề à? Hành động ám sát. Gái gọi là nghề. Nghe cái tên này tôi thấy thấy hại não quá. Cho nó lên đây để nó truyền đạo phát ra. I can assist you further. Thằng Đông La Mã đã tiến được sang cái vùng này là cũng giỏi. Mình cũng đang muốn thằng Đông La Mã với thằng Sassanid nó cứ đánh lẫn nhau được tí đó. Bây giờ mình đập bất kể thằng nào mình cũng gặp vấn đề. Nghĩa cả khi mà chúng nó đánh nhau ở đây là có thể khả năng nó sẽ gây loạn, nó sẽ có vài quốc gia được ly khai hình thành. Hai thằng này dễ nó đánh mình lắm đây. Chắc phải mua ít quân ở chỗ này rồi. Hai vợ bọn này đứng đây ngắm nhau à? Cộng 3 trung thành. Tăng vào cái đấy nó giảm đáng kể, up hit luôn, nó tăng cả sức chiến đấu. My lord, ready for battle. Cộng thêm chị An. Cái này thấy toàn hỗ trợ theo kiểu là cho so,
tướng này có con vợ hơi xấu. Nhưng bản thân thằng tướng này thì lại mạnh. Ready for orders. Lạc đà Zamarania. Vệ sinh cao thế nhỉ? My lord. Chắc là lượt sau mới mua được. Thống đốc. Chưa sẵn sàng cho chiến tranh. Chúng ta chưa sẵn sàng cho chiến tranh. Mình đã đưa quân, điều sát quân đến sát biên giới rồi nhưng mà nói thật là mình cũng chưa sẵn sàng cho chiến tranh. Tiếp tục bổ sung quân nhưng mà chưa sẵn sàng cho chiến tranh. Cái thằng dợ này mình muốn dẹp nó lắm rồi. Chạy lông nhông trên đất của mình. Lại một tướng nữa tèo à? Ôi vua của mình hy sinh rồi. Nhà vua già quá và đã hy sinh. Hy sinh hay là bị ám sát nhỉ? Thằng này có cái skill là ngu đần. May mà lấy con vợ cậu hai xảo quyệt. Mình phải tiếp tục nghiên cứu vào cái nhánh này. Ồ, 15 để nó giảm upkeep này. Trị an bị phạt do hiện diện của tôn giáo khác. Phí duy trì cho tất cả các quân đoàn phòng thủ cận chiến khi chiến đấu với các đốc tôn đông. Cái này á, bị phạt trị an này. Phí duy trì cho tất cả các quân đoàn trừ thêm 6% nữa. Sau đó mình sẽ phải nghiên cứu lên đây à? Như này nữa. Nó sẽ cộng rất mạnh và quân nó sẽ mạnh hơn nhiều.
at your command. Get to it, man. Ready for battle. Finding shelter. Thằng Đông La Mã mạnh ghê nhỉ. Nhưng mà vua nó một mình một quân này á? Ồ. Sao Sanit nó sắp muốn đánh mình chưa nhỉ? Dễ lắm ấy. It is an honor to serve you. Sanit đang muốn đánh mình lắm rồi đấy. Nhưng mà không sao, nếu mà Sanit nó đánh mình đập lại ngay. Lực lượng của mình ở đây cũng đủ. Bây giờ mình sẽ lân cái nhánh kia để cho nó có thêm công nghệ đã, giảm bớt upkeep của quân đội xuống. The friendships of nations. Chấm dứt hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, sắp đánh nhau rồi. Mình không nghĩ là mình đã chiến tranh với thằng Sassanid trước. Mình muốn đánh Đông La Mã trước hơn đấy. Không còn nhiều lựa chọn, chúng ta chuẩn bị để tấn công ra phía đông mà. Nó bỏ cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau là chỉ còn chiến tranh chỉ là một vấn đề thời gian thôi, chỉ một hoặc hai lượt thôi. Vấn đề của mình bây giờ là băn khoăn là mình có muốn tiếp tục tiến tiếp sang bên này không. Đó, chúng ta sẽ nâng cấp cái này upkeep, chúng ta sẽ giảm rất nhiều upkeep. Bây giờ we fight for you, my lord. It is a great and glorious thing to fight for our cause. Ready for battle. Quân đoàn này thì sẽ xử lý được thằng này rồi. Mình nghĩ quân đoàn này nên rút về sau khi thằng này nó đánh xong cái tỉnh này. Cái tỉnh cuối cùng kia là của thằng Gamanatea. Để đề phòng bất chắc thì vẫn phải có hạm đội đóng đây. Không cần. Your next command, my lord. Sassanid ơi là Sassanid. Be welcome, emissary, if you come in peace. Be fearful if... Mình với Đông La Mã thì thế nào? Đang cải tiến á? Cho quân đoàn này xuống đã. Your command. Swift and silent. Protecting your secrets. Quân Sassanid ở đây khá đông. Trường hợp mà chiến tranh xảy ra thì mình sẽ ưu tiên giải quyết cái vùng này trước. Sau đó mình sẽ cố thủ ở đây đã. Để kết thông với trường cái đường làm ăn buôn bán này ạ. Bây giờ thì thống đốc à.
Có vẻ như cái thế hệ sau này toàn những thứ lũ củi gì à? Cho hoàng hậu đi thuyết phục nó. Nó không nghe nữa thì chỉ có ăn đòn. Đúng rồi, nó không có nhiều quân lắm đâu. Mình đã chọn người kế vị chưa nhỉ? Sonic nó vẫn chưa quyết định đánh mình. Có thể kịp thì nó sẽ không đánh mình. Mình giải quyết thành Sophie trước đã. Rồi xin anh Sonic đừng có đánh nhiệm vụ. Chỉ một hoặc hai lượt thôi. Thêm một người nữa đã ra đi. Một thống đốc tỉnh thì phải. Đúng không nhỉ? Không phải. Yếu sinh lý. Thằng này bị bỏ rơi, thiếu quyết đoán. Nhiệt huyết của nó cũng tạm tạm thôi được. Trong cái đám con ông cháu cha này thì con nó là khá nhất. Mình đây cho nó làm người thừa kế. Dù ta nó cũng là con gái, con chính thất. Mọi việc có vẻ ổn hơn rồi đấy. Mình nâng cấp cái nhánh công nghệ kia, bây giờ quân của mình nó sẽ mạnh lên nhiều chứ nhỉ. Ngoài 1 2 xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ đề nghị Sasanit để chúng ta sẽ chiến tranh với thằng Do not wander in like a desert beggar. Gamanatian. If you have something to say, say. Điểm ngoại giao vẫn tiếp tục suy yếu à? Rồi. Như vậy chúng ta sẽ không bị chúng ta là sức mạnh của chúng ta lên hạng 1 rồi. Không có quân của chú à? Mày chết. Nói chung chiến tranh thì chúng ta phải chuẩn bị tất cả những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Chứ chúng ta đừng có vội vàng chiến tranh mà khi mà chúng ta chưa biết thực lực quân địch như thế nào và chúng ta như thế nào có khả năng đánh được đâu. Nhưng trong trường hợp này là mình đã chuẩn bị lực lượng của mình đã tương đối.
chạy lạc đà. Nói chung nó thuộc nhóm dựa. Cái vùng này màu mỡ 1 à? Thủy. Thủy. Có lẽ mình sẽ xây cái công trình bằng công trình gì nhỉ? Đền thờ Do Thái ở đây đi. Lương thực cũng nhiều rồi. Cái này tăng mỗi bẩn thỉu thôi. Bẩn thỉu thì thoải mái đi. Ok, là bây giờ nó mất thành thì nó sẽ phải vào buộc phải tấn công mình. Lực lượng ở đây đủ phòng thủ. Xem nào. Hai thằng này nó cũng sẽ ghét mình. Thằng này nhất là thằng này. Do not try my patience with. Thằng này nó chiến tranh hung nô. Mình muốn xử lý gọn khu châu Phi này quá mà khó thật. Tốt rồi. Có lẽ là trong ngắn hạn thì Sassanid nó sẽ không đánh mình. Tại sao? Bởi vì là chúng ta vừa mới tuyên chiến đề nghị cùng tham chiến với một kẻ thù của nó. Nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù là bạn thì nói chung nó là một cái nguyên tắc cơ bản để trong ngoại giao mà chúng ta cần phát triển. Tuy nhiên là chúng ta phải xem tương quan lợi ích. Không phải cứ kẻ thù của kẻ thù là bạn, đương nhiên kẻ thù của kẻ thù là bạn. Nhưng tương quan lợi ích nó còn rất nhiều vấn đề chứ không chỉ đơn giản chỉ là chiến tranh. Ví dụ như là chúng ta có cái trai như là siêu cường này. Hay là những cái trai kiểu như là bất đồng văn hóa hay bất đồng tôn giáo này. Hay là giao dịch với kẻ thù này của nó này. Đấy. Những cái trai như vậy thì sẽ khiến điểm ngoại giao giảm rất mạnh. Có lẽ mình sẽ dồn lực mình đập chết lốt mấy thằng châu Phi này. Mình nghĩ là đủ sức, bây giờ kinh tế của mình cũng khá mà. Giải quyết. It is an honor to serve you. They will travel you no more. Chơi tướng của mình à? À, nó làm chậm cái thời gian thực hiện các cái đòn của mình lại. Không để ready for battle. My lord. Thành thì nó buộc phải vây đúng không? Vây nó mới đánh được. Cứ cho thành lên cấp 3 đã. Thằng này à? At your command. Mày on the move, my lord. Cho hai quân đoàn đánh cho kiếm tí kinh nghiệm. Advance. Leave none alive. Mình chơi toàn lính La Mã kinh nhỉ. At once. Đánh trận như này là bọn này nó ready for battle. My lord. On the move, my lord. Đánh trận nhiều là lính nó cũng tăng trung thành lên mà. Tướng lĩnh nó cũng trung thành cao lên. 59 tuổi, ông này sắp dẹo nơi rồi. Kinh, phá hoại không cho mình sửa chữa nâng cấp nhà. Vẫn đang suy yếu. Còn Đông La Mã nữa cơ. Còn phải đánh nhau với Đông La Mã nữa. Thì nó mới chịu.
cứ chiếm thêm một vùng đất là cái vấn đề tôn giáo nó bị giảm xuống do chúng ta chưa cải đạo được. Này thì bao giờ mới có được đội lính đời cuối. Hình như là quân của nó đang bị mình đang cướp bóc trên đất của nó đang thiếu lương thực. Cần nhiều các công trình tăng lương thực lên thì mới sống được. Ai chà, Sasanit đi vòng qua đất của mình. Chiếm một cái vùng đất ở trong Attila thì rất là nhanh, rất là dễ, nhưng mà cái vấn đề quản trị nó trị an thì thực sự là một cái vấn đề quá mất thời gian luôn. Các bạn mất có khi hàng chục lượt, có khi còn hơn mới có thể ổn định được một cái vùng đất mà bạn chiếm. Ready for battle. Besieging settlement. Laying siege to the settlement. We cannot pass here. That path is blocked, my lord. Ôi giời, đang chết đói à? Ấy. Tỷ lệ mệt mỏi trừ 20%. Tiêu thụ lương thực à? Lạc đà sắp dày. Một trăm mười lăm lương thực có đủ sống không? Cho cái ảnh hưởng tôn giáo này, tôn giáo lâu lắm. Cho cái hỗ trợ ảnh hưởng tôn giáo thôi. Ôi, nó phá không cho mình sửa nhà. All men must serve. I have carried out your orders. Không sửa, không phá được nhà. Hành động khả năng bị phát hiện. Quân này của nó thì mình không sợ đâu, ăn được hai quân đoàn này của mình. Chắc là ủa, à, update lên cái gì đấy? Hạng nặng tướng kỵ binh này. My lord. À, oánh được rồi. Lay siege to the settlement. Besieging settlement.
vây lại đã chết đói trong thành đi con ạ. Nhiều tiền phết chứ, thu nhập được nhiều phết. À, để xem anh Sassanid thế nào đấy. Siêu cường của chúng ta lên 75% mà 75 điểm rồi, đó là lý do tại sao bị trừ. Siêu cường, chúng ta lên thành siêu cường rồi. Kinh nhỉ. Nó dành khôn phết nhỉ. Retreat man, retreat. Ôi ôi. Vớ vẩn chết thằng tướng rồi. Quân đoàn kia thì nó không dám ăn, thằng này thì nó một mình nó ăn được. Trận này đúng là trận khô máu đấy. Quân đoàn này lại mới thành lập nữa, hơi khó sống rồi. Được cái rank cao. Chơi đây. Giờ là mấy giờ rồi mà phải sợ. Trận này cho dù thắng hay thua thì thằng này cũng chết, bởi vì quân của nó sẽ không còn nữa. Nên mình chỉ việc tiêu diệt thôi. Tao nhớ mình nên cho bọn chạy bước dài sang tận bên cạnh thằng này. Thì chúng nó sẽ không đánh được mình. Hơi chủ quan, không nghĩ là nó dám đánh mình. Hơi chủ quan. Một cái địa hình có vẻ hơi củ chuối. Tướng của mình sẽ thành tướng kỵ binh rồi. Được. Phòng thủ cận chiến, sĩ khí của nó đều cao, nó có rank cao, nó có thằng champion nên là nó khá cao. What are your orders?
chưa đây. I count myself fortunate to stand here. Stand here with my warrior brother. Stand here. Enemy reinforcements have been spotted. Lạc đà mình chạy nhanh hết này. Lạ chết mục tiêu đấy. Nó khôn quá, nó cho ngựa bảo vệ này thì mình làm sao vào được. Tuyến của mình liệu có giữ được không mới là vấn đề. Con ngựa kia nó khôn quá, nó cứ đứng kia nó bảo vệ được bọn không thủ. Đòn chưa sĩ khí thôi. Ây à, phòng tuyến của mình sắp nát bươm mất rồi. Đòn kết hợp trừ sĩ khí và trừ sức chiến đấu của chúng nó xuống. Đây. The enemy refuses to admit defeat. Their unit has rallied. Tiến ra tận ngoài để làm cái gì? Back,
Our men have given up and are running for their lives. As you wish. Oi! We are at your command. Orders, my lord. Mấy con lạc đà nó ít sợ lắm. Nó đánh gần như này thì nó bắn chả biết chết con nói con mình. Là mình không đánh được rồi, nó vào cận chiến rồi. Tiếp viện của nó vẫn còn vào nữa cơ mà. Cố mà trụ chứ. Sao bên này? Our men are rallying. They're not done yet. We are at your command. Đừng chạy thế. Để mấy con lạc đà nó sống. Quả tuyến của mình sắp vụn đến nơi rồi. Chúa sao mà. À, tướng địch đã chết à? Tướng địch đã chết nhưng tướng mình cũng sắp hẹo rồi. Tiến vào đây. Tiến lên. Đừng mất tinh thần vội. Cố gắng lên. Còn không giết thằng tướng của nó trước đấy. Tướng của mình phải ra trận này. Batman, back! Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Tốt rồi, ăn được mà. Cố lên. Cố lên. What are your words you say?
đuổi cho nhanh. Bọn lại tiến xuống. Ôi ôi, thư viện của nó vẫn còn nhiều thế. Tập hợp lực lượng lại. Chạy hết rồi. Ôi, quân nó đằng này vẫn đông lắm. Thôi anh em lùi lại đây. Nó không từ. Rồi. Đừng, tướng ơi đừng chết. Ồ. Quân nó còn đông nữa. Bạn nhìn thấy nhiều lắm. Nào với 4 quân đoàn này thì... Nói chung mình phải xếp cái đội hình kiểu như này thì nó sẽ lợi hơn. Bởi vì là chúng ta sẽ đứng ở cái đồi này mà chúng ta tấn công vào dần đôi thì nó bị hạn chế rất nhiều cái tấn công đó. Đấy. Và ngựa mà leo núi này thì con thua rồi. Ngựa leo núi thì nó yếu đi hẳn. Bắn như này thì cái xác suất trúng thấp hơn. Rồi cố lên. Để móc lốp. Còn mấy đội cũng tên quỷ đáng. Rồi chúng ta đứng kiểu này. Chúng nhưng mà không đáng kể. Để lốt cho mấy cái đội cận chiến đi nó lên đấy. Mấy thằng tầm xa này thì chuẩn bị tấn công. Ai là cũng chết đấy, nhưng mà đành chịu thôi. Đành chịu thôi, biết làm thế nào được. Ồ, thắng à? Mình tưởng trận này phải thua chứ thắng được á. Hình như nó hết tiếp viện rồi đấy. Vãi cả trưởng nhỉ. Bắn lên đây thôi, không bắn được sâu. Nó cứ bắn đi cho hết tên. Chết vài thằng. Ui ồ. Thủng vòng tuyến kìa.
ở đây. Kiếm của nó có cái gì mà gớm đâu mà sợ nhỉ? Xung phong nói anh em. Đấy, kiếm nó có gì mà phải sợ? Quay lại. Thế thôi mà. Rồi. Ôi ôi. Không thể tin được là thắng được trận này. Mà cái thằng tướng này tướng rank 1. Tướng rank 1. Ai ở nó giết được hơn 400 thằng đấy. Tướng thì đỉnh ấy nhỉ. Ồ, tại sao mình lại có thể thắng được trận này? Mất đi hai con lạc đà. Không sao. Thắng được cũng đã là kỳ tích lắm rồi. Mà nhá, ngay từ đầu là mình nên à, nhưng mà để ngay từ đầu mà mình để quân của mình đội hình kia thì kỵ binh nó lùa chết, sau khi đấy mình mới rút lên thì hay hơn, đúng rồi. Những người lính nó chiến đấu một cách quả cảm. Giỏi. Rồi. Xong mất 1, 2, 2, 3 đội lính gì đó. Ô, mất có một đội lính này kìa. À, thế thì mình mua ngay được. Không thể sợ rồi. Thôi thằng này xong. Đội đấy thì đơn giản thôi. Ngay đây vùng trên này mua được. Vì đây ám sát tướng của anh à? Chà, thằng Sassanid. Nhưng mà chắc Sassanid cũng không giữ được cái vùng kia đâu. Lại bị Đông Nam Á nó chiếm lại thôi. Thì nó cũng có thể là bị nổi loạn luôn. Mình sẽ tranh thủ cái lúc này mình cứ đánh mạnh sang khu vực phía đất của thằng mấy thằng châu Phi đã. Được đấy, quân đoàn của mình đánh chất thật đấy. Không nghĩ là thủ được đến giờ đấy. Mày hả bưởi. Chỗ nào có nổi loạn sắp diễn ra? Đây à? Ready for orders. Ready for orders. Besieging settlement. We fight for you, my lord. Nó còn quân quay đâu mà kể. Get moving. At your command. On the move, my lord. Xong, nó toàn đám tàn quân. Chết sạch rồi, thì mình giết hết rồi. Tất nhiên là chả cần bắt nó làm chư hầu làm gì cả, kiểm soát luôn cho nó lành, tránh đêm dài lắm mộng.
cứ sửa đã. Nói chung nó xây cũng hợp lý đấy. Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng được. Mày thích ám sát nhau không? Phe phá bị hủy diệt. At your command. We fight for you, my lord. Kệ nó nổi loạn lên xong mình dẹp luôn. Ready for orders. To your duties, men. At your service. Ready for orders. Quân đoàn này rank của nó cũng phải khá khá thì nó mới đánh được thế chứ nhỉ? Thắng 13 trận. Chuẩn bị Sassanid ơi nè, Sassanid. Nó còn đang chiến tranh với mỗi thằng My lord. Móng. Update tướng à? Update tướng. My lord. Cấp 7 chúng ta sẽ unlock một thêm. Chiếm thì dễ, nhưng chị An thì người cần làm một vấn đề. Rất mất thời gian. Chuẩn bị điều động lực lượng đến đây. We fight for you, my lord. Hai quân đoàn ở phía trên này, hai vào cùng một hạm đội. Hai quân đoàn ở đây, đánh vào đây. Ái chà, châu Phi sẽ lại rất căng đây. Ethiopia hoài khỏi lưng. Palestine. Syria. Không có cái gì sức dựa. Mình nghĩ bắt đầu mình chuyển đổi cái công trình tôn giáo đi. Bắt đầu thì nó tăng vệ sinh dịch tễ đã. Bắt đầu mới giảm dần được. Thay bằng công trình tôn giáo. Để tăng nhanh vấn đề tôn giáo của mình đây đã. Đạo Do Thái chiếm 75%. Tại vùng này. 48. Cái vùng này hơi thiếu lương thực. Ready for orders. Sassanid nó tiến được vào đây. Liệu có giữ được không? Hai thằng Đông La Mã nó lại đánh cho. We fight for you, my lord. At your command. Quân đoàn này nó có thể chiến thắng được trận vừa rồi, đúng là kỳ tích. Kỳ của kỳ tích luôn chứ không phải là kỳ tích.
Sassanid đang đập Đông La Mã. Mình chưa nhìn thấy Hung Nô đâu cả. Cách dễ nhất để chúng ta có thể giành chiến thắng đó là bỡ ít Hung Nô. I offer this in my lord's name, for he is master of all men and a ruler without equal. Ơ, nó có đứa con gái nó gả cho mình chứ. Ngọt thế nhỉ. Mỗi tội là lấy cái ông già 60 tuổi thì buồn quá. Ờ, có 20 tuổi. Châu già thì thích gặm cỏ non, trẻ con ấy lại chơi đồ cổ thế này. Quyền lực của mình đang ở mức cân bằng, hợp lý. Mình không muốn tăng thêm. Và nếu trường hợp mình muốn tăng thêm thì mình sẽ nhận vài cái thằng tướng này làm con nuôi. Thế là xong. Mọi việc nó easy. Quân đoàn này lên đây đã. Bổ sung thêm một đơn vị quân nữa. Xong. All men must serve. Do thám cho anh. Swift and silent. Ngà ném ra Lubian. Cận vệ Patatia. Cung thủ. Đạn dược 18, 20, bắn 41. Tốt chặn sát hơi tầm xa, rất kém giáp. Tốc độ bắn nhanh. Sức khỏe. Bọn này hay hơn mà, cung thủ Asum. Nếu mà lên đến Kudit Archer thì may ra mình mới cần. Còn cung thường này thì không cần. Chơi bẩn thỉu mỗi, chơi bẩn thỉu mỗi mà đúng không? Thật kỳ cục, quân của chúng ta đã ngày càng mạnh hơn. Không thể tin được. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi thăm bên anh hàng xóm bên cạnh này nào. Vấn đề Ostrogoth, Đông La Mã. Để quân đứng ở đây hơi phí. Mình nghĩ là mình sẽ điều các quân đoàn này đi tấn công thằng Đông La Mã. Cái này chúng ta phải là đục nước thả câu. How can I serve you? Bây giờ tấn công dọc tuyến này, đầu tiên là cho hạm đội này tiến ra đây ạ. Mira Ikrom là vùng này. Tiến nhanh lên xem. Tấn công chiếm lại cái cảng này phát, chiếm cái đảo này nữa là chúng ta sẽ đỡ cái lực lượng phòng thủ ở biển này này. Tốt hơn nhiều ấy. À, đánh chiếm các vùng cảng biển này đã. Nhanh không cả thằng Sassanid nó đánh phản công ăn. Sassanid nó đang đánh vào đây à. Mình sẽ kiểm soát phía bên dưới.
mình chiến tranh ở hai đầu như thế này là một cái giải pháp không phải là hay lắm đâu. Nhưng mà với tiềm lực kinh tế của chúng ta hiện tại thì chúng ta làm được. Cái vùng mà sau này khi mà chúng ta nâng cấp tôn giáo lên rồi thì mình sẽ không sử dụng nhiều vào cái công trình tôn giáo. Nó có một cái dở hơi là nó chửi lương thực, nó một cái là mình rất không thích. Còn cái công trình xây dưới nước kia thì nó chỉ trừ tiền thôi. Tiền thì chúng ta dễ kiếm không, nhưng mà trừ lương thực thì thực sự là vấn đề khó kiếm. Cái con giáo Ả Rập thì nó lại tăng lương thực. Nếu mà chúng ta theo cái tôn giáo đấy thì nữa. Quyền lực vẫn ổn mà, không sợ. Đừng có tham quyền cố vị. Ready for orders. My lord. Ready for orders. Vùng này không yên ổn rồi. Set up the watch. Ready for battle. A man has many faces. Đánh nhanh, không phải thằng Sassanid nó chiếm mất bây giờ này. Đấy, Sassanid nó đã đánh được đến đây. That is all. Bây giờ chúng ta sẽ đề nghị Sassanid để đề nghị cuộc tham chiến. Điểm ngoại giao đang lên. Welcome, honored emissary. Speak, and I will answer with my master's voice. Đấy. Cái này người ta gọi là... À. Đục nước béo cò. We fight for you, my lord. Chiếm nhanh, mình phải kiểm soát toàn bộ một cái vùng ở đấy. Đừng để... Bày nghe vùng này trước á, kiểm soát hết toàn bộ vùng này, xong rồi chiếm cái đảo thì sao? Hạm đội của mình sẽ đổ bộ tấn công. À, nó có tường thành được cơ. My lord. Great glory. Có thêm anh Sassanid ở đây nữa rồi. Bây giờ thì ready for orders. Mình phải tăng tiếp một điểm vào sọc quyệt thì nó có thể đánh đêm. Tốt rồi. Thằng Thái tử gia này có vẻ cũng có tố chất. Lấy được con vợ rõ ngon. Tấn công đổ bộ cho anh. Nó chỉ toàn thuyền kia thôi. Ai à, lực lượng phòng thủ của nó cũng chất đấy. Thôi rồi không sao. Chúng ta phải nhanh chân, nếu không thằng Sassanid nó tiến lên chiếm được mất cái vùng thành công Startinop là chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ được đâu.
Damage done on the campaign map will be visible on the battlefield. It takes time and money to repair it, something the besieged can ill afford. A direct assault on a province capital without artillery or siege equipment is only possible after allowing a siege to escalate over time, causing breaches in the settlement walls through which your troops can attempt entry. Ngài nói hơi nhiều. Cho cái thằng này đứng ngoài, nếu chết phát thì to lắm. Nó sẽ cho đổ bộ, nó cũng không dám tấn công mình đâu, ngoài biển đâu. Chả biết sau nâng cấp cái đội thuyền này lên thì có cái lính gì mạnh hơn không. Kinh nhờ, các cái cảng biển con bây giờ cũng có tường thành hết rồi. Thuyền này thuyền một pháo, có lẽ mình sẽ chuyển sang cái thuyền hai pháo đi. Đam nó thấp hơn nhưng mà nó bắn được hai viên đạn. Nói chung chúng ta cũng không nên rời khỏi châu Phi và Trung Đông, bởi vì lên đến vùng đất trên kia thì chúng ta mất đi cái lợi thế được cộng phòng tấn công và phòng thủ cận chiến. Đây này, chúng ta được cộng rất nhiều vào phòng thủ cận chiến khi đánh nhau ở trên sa mạc. Đây. Úi giời. Bắn kiểu này cũng thấm mấy. Cho hẳn vào đây bắn nó chuẩn. Ở bọn này hit and run được à? Vừa di chuyển vừa bắn được à?
mặt tầm xa quá nó thiếu chính xác. Chả chết được bao nhiêu. Nó chơi cái đội hình giãn cách này không chết được bao nhiêu đâu. Bộ đi cưng. The fire rises, the enemy city smolders. Nó bắn thuyền của mình gì? Quân mình bắt đầu đổ bộ rồi. Ném lao vào chúng nó luôn. Cứ lã vào đây này. Mày liều này. Tấn công. Đứng trong thành bắn giả. Bắn vào đây đi. Cho nó tan nát nhà. Hai đạo này đuổi. Ăn được. Mấy thằng kỵ binh nhỉ? Thủy quân lục chiến nó đánh nét nhỉ? Bắn tan nát nhà nó ra luôn. Úi dồi ôi. Ây da. Ôi, tấn công tất cả sang một hướng đi. Nó tấn công bên kia, kể chúng nó tiến lên đây. Nạp đạn lại cho anh. Trên chỉ huy không kê lên bờ làm gì cả. Mấy pháo ra ngoài.
ammunition. This ship will continue firing. Our orders. Battle bar ready. Fire. Destroy your targets. Đừng bình tĩnh, quân tiếp viện đến rồi. Không có gì phải sợ cả. Đúng rồi. Lên tinh thần ngay. Một đơn vị rời khỏi chiến trường rồi. Tướng lên bờ luôn đi. Tháp canh nó bắn vào trong được này. Toàn bộ đạo quân đã bị diệt. Lạ chết tướng này. Lực lượng thủy quân lục chiến này của mình vẫn khỏe. Xông vào. Rồi. Đây đã, bổ sung đạn trước khi nổ bộ. Nó từ từ đừng chạy. Nó sắp sập rồi mà. Bọn này mất tinh thần nhanh quá. Rồi. The enemy's tower has been destroyed. The enemy is at the walls. Lã huyên tướng. Bắn kiểu này không có chết của nó nhiều. Sợ quá. Ai à, nó xây tháp canh tường thành nhiều chỗ thế nhỉ. Nó vẫn quân mình chạy trước khi bỏ mẹ. Tầm này liêm sỉ mẹ thì nó cho hết rồi. Ôi đám này của mình nhấp nháy hết à? Không đánh được Lê Dương Nam Mã à? Không ăn được đám Lê Dương La Mã. Nó lắm cung thủ quá. Nó lắm cung quá.
unit has fired all of its ammunition. Vãi trưởng thật là lắm cung quá. Nhẽ mình không nên tiến sâu vào, đứng ở ngoài thôi. Ai già, hạm đội này của mình không ăn được à? Không ăn rồi. Thôi vậy. Thất bại quả cảm à? Không ăn được. Quân La Mã nó thủ ở đây mua rắn quá. Mất mất khá nhiều chiến thuyền. We will return. The men must rest. Ai da. Ready for orders. Ui ôi. À rồi, không sao. Quân đoàn này nhiệm vụ tấn công ở đây. Nói chung pháo hạm hạm đội của mình chắc chỉ có để dùng tấn công yểm trợ. Và quân nó mạnh quá. At your command. Advance. Is that all, my lord? At your command. It is an honor to serve you. Vừa đây mua mấy khẩu pháo đấy. All men must serve. Ready for orders. Ôi xà, chúng nó đang hết lương thực. At your command. Rất tuyệt. Chúng nó đang hết lương thực à? Rất nhiều ngựa. Hạm đội mình tan nát. Vùng này độ màu mỡ có 2. Thất bại, thảm hại quá. Vớ vẩn mất cái hạm đội này. Rút quân về tận Ai Cập mới mua được quân. Mình cho quân đổ bộ sang rồi. Gọi này lực lượng hải quân không sức. Hải quân chắc chỉ để đi bắn phá. Quân La Mã chính quy nó đánh vẫn mạnh. Mình không ăn được.
về cái vùng biển này để mua thuyền đã. Thuyền pháo. Assembling the fleet. We're going to need a bigger fleet. Yes. Kinh tế cũng mạnh mà sợ gì nhỉ? Kinh tế của mình cũng mạnh mà sợ gì? Cung thủ luôn rồi, lạc đà lém lao. Bảy mươi lăm lương thực chắc là đủ. Phòng tắm công cộng. Rồi tấn công nhanh vào Mira này ạ. Nó đánh vào đây. Chết tiệt, Sassanid nó tiến nhanh quá. Besieging settlement. We fight for you, my lord. At once. Waiting for more orders. Không tiến nhanh là Sassanid đã cho mình về nghỉ. Mình phải chiến được công Starkinop trước nó. Ready for battle. My lord. We fight for you, my lord. Không mất quân à? Ghê thật. Ready for further orders. That is impossible, my lord. This settlement for you, my lord. At your command. Lục nước béo cò. Hạng nặng cơ mà, bọn này bọn lính ném lao hạng nặng ấy.
Lord. Đây là khu Tesor Kiai. Cái này là đạo Do Thái à? Đây là theo Ả Rập à? Theo phe Do Thái thì có đội AK tuyển chọn. Kỵ binh thương dài. Bên Ả Rập này thì rất nhiều đính kiếm. Chả biết được. Your orders, my lord? Thay sử cái hạm đội các đội pháo ấy, bằng pháo hai khẩu. Nó đóng quân đấy đông thế. Sao Sonic đi được biển kìa. Chúng ta có một cái tài nguyên quan trọng đó là chì. Quyết định trèo đến bờ quánh mình. Khỉ thật nó tiếp viện từ sau lưng mình đấy nhá. Rút chạy phát ra. Tiếp viện sau lưng là mình hơi khó ăn đấy. Vấn đề của nhà nước kẻ tạo phản cho nó tạo tị nạn, cấp cho nó chỗ để tị nạn. Quyền lực chúng ta lại tăng lên một xíu rồi. Bọn này đang chết đói. Mình mất thiếu mất một đội lính à? Chờ cái vùng này chị An tốt ạ. Xong mới có thể đánh nhau tiếp được.
Ai Cập giàu có bậc nhất luôn. Your command. We fight for you, my lord. Trận này nếu cứ cố gắng, nếu mà mình đánh có quân tiếp viện đi thì bọn trong thành nó chui ra thì trận sau mình sẽ nhàn hơn. Còn nếu mà mình không thì đánh đêm thì cơ cắn của mình cao hơn. Mình có đến 4 đội lạc đà. 4 đội lạc đà. Sao phải sợ nó nhỉ? Nó toàn đánh speed, chúng ta ngại lắm. Mình đánh dìu nó đánh speed, không sợ. Ôi dồi ôi. Thằng nào nó phát minh ra cái chỗ địa hình như này. Mình không đứng vào đây được, đứng vào đây là... Đứng ở đấy thì à... dính đạn lửa ngay. Rồi. Men, present, shield wall. Men, present, shield wall. Shield wall. Với 4 đội đặc đà, mình thoải mái phong thủ. Ngựa của nó vẫn leo được lên cái quả núi này chắc cần hẹo. Reinforcements, more for us to kill. No mercy, no retreat, no repose. The enemy approaches. More fools have come to die. All the more glory for us. Xa kỵ cái nó kìa. Ừ.
Phòng thủ cận chiến 86. Hình như chúng ta hết vùng đất sa mạc rồi, nên là không được cộng đam rồi. Nó còn di chuyển lên cánh rừng này, còn bị cháy rừng nữa. Kiếm được mấy khẩu đạn nổ tốt quá nhỉ. Sườn dốc như này là rất lợi. Con ngựa này của nó leo làm sao lên được, leo lên đến nơi hẹo chứ. Nó leo được lên đây, nó không còn đà để mà tấn công nữa. Rồi bắn đạn lửa đây, cháy luôn cả rừng này nữa. Enemy units have rallied and returned to the battle. Bắn kiểu này sát thương bị giảm đáng kể vì gì đấy, đột nhập được vào đây cả. Rớm nha. Này nó không còn kỵ binh nữa rồi.
cho hai con lạc đài ra đạp cho mấy phát thì bọn này tan tan tành sát pháo luôn. Chiến thì bọn này nó làm tấn công cận chiến thì có thể bọn này nó giải quyết. Bọn gió thứ hai tiếp viện bây giờ mới mò đến kìa. Tướng địch đã chết. Ôi, mình không truy sát rồi. Đám này nó có chết mấy đâu. My lord. My lord. Thái tử lên cấp. Ready for battle. Besieging settlement. Let them cower before our might. Ready for orders. At once. Ready for battle. March! Xong phim. Ôi ôi. Nó lưng đi toàn thành cấp 4 như này, vỡ mồm. Ready for orders. At your command. Thank you.
quyền lực đã đang lên rồi. Ready for battle. Đánh vào Sirius. Đây thì đang bị nó chiếm đây rồi. Hôm nay thì thằng đánh vào đây để chiếm đến Constantinople, không để cho thằng Sassanid và tiến sang nhanh quá. Mà mình cũng không tiến nhanh được, bởi vì vẫn phải trị an chứ. Không phải tiến là đâu. Trị an mấy vùng này nữa chứ. My lord. Vùng này không nâng cấp được, hết tiền. 65 lương thực. Gần đủ quân. Gần đủ quân. It is an honor to serve you. Waiting for the call. Do tham đã. Kinh hoàng thật. Mất khá nhiều thời gian để trị an một cái vùng ở đó. Vùng này chúng ta sẽ có đá này. Khai thác đá. Mình có sắt chì, thiếu gỗ nữa. Kinh tế mạnh, thành lập thêm vài quân đoàn với vánh nhau cho sướng nhỉ. Kinh tế của mình nó hùng mạnh. Hơ, có nhiều phe quân ly khai thế. 62 tuổi. Một thống đốc đã ra đi. Vùng Palestine.
Đúng rồi, chuyển sang hỗ trợ của tôn giáo phát à. Tôn giáo nó sẽ tăng nhanh hơn. Kinh tế mạnh nhỉ. Không lân thành được, lân thành được là hết lương thực. Ba lăm quá ít. Ok tí ấn nhầm. Có cái đội lạc đà gì đây? Chặn sát thương tầm xa, xuất sắc giáp. Chả gì mạnh nhỉ. Lạc đà Javaran. Dùng mấy cái con lạc đà đợi đầu còn hay hơn. 300 máu cơ mà. Bọn này thì phòng thủ vật lý cao, giáp cũng được. Make haste, men. You have further orders? Come, join our ranks. Doanh trại bộ binh. Trừ cá lương thực cả các thứ này. We fight for you, my lord. Your next command, my lord. All men must serve. Swift and silent. Nó không có quân mấy đâu, quân nó tập trung ở bên dưới hết rồi. At your command. Yes. No sleep for you lot. Chuẩn bị. Nhưng mà mình có vẻ không thích lắm mấy cái thằng này. Nó cứ đóng quân trên đất của mình này. Bây giờ mua thêm quân ở đây, thành lập thêm một quân đoàn nữa, về phòng thủ cho chỗ đấy cho chắc cờ đấy. Thành lập một cái hạm đội để tấn công vùng này. Vùng biển chết đấy mà còn thành lập hạm đội thì có phí quá nhỉ. Fleet reporting, my lord. Recruiting ships. We need good strong men. Rank bằng nhau. Mua cho nó nhanh. My lord.
30 lương thực. Cánh quân ở đây thì thế nào rồi? At your command. Boarding now. Set up a blockade. Chiếm lại cái đảo. Còn cái đảo to thì chắc phải có quân ăn nữa thì mới được. Ready for battle. Sao Sonic đã bơi thuyền ra tận đây? Sonic cũng chưa tiến được xa hơn, mình cứ từ từ đó. Tiến nhanh quá cũng không được. Đây có một tướng. Cái đảo này nó có một quân đoàn, ta phải có một hạm đội ở đây. Tiến sang kết hợp với một quân đoàn thì mới ăn được. Mọi việc không thể vội vàng. Sasanit nó còn đang chưa đánh được kìa, nó còn đang phải vây. Chiếm công Startinop nữa. Thống đốc. Vùng này kinh tế giàu vãi chưởng nhỉ. Vệ sinh cũng cao vãi lúa. Mình đang phát triển cái nhánh quân sự trước, kinh tế mình đang chưa phát triển mấy. Sonic bắt đầu điều quân đi. Không biết Hung Nô nó đang ở đâu rồi. Chiến tranh trên cả hai mặt trận thì phải nói là hơi liều. Mất toi 10.000. We fight for you, my lord. Fleet reporting, my lord. Quân nó dồn hết ở đây. Ready for orders. Ready for battle. Tuyệt vời. Những cái đường vùng mà độ màu mỡ nó cao thì chủ yếu là để
chúng ta bỏ đá. At your command. We will gladly listen to your offer. Tưởng gì xin vài đồng cho ngay. Do not waste time on. Đa tăng điểm ngoại giao rất tốt. Chống lại Gamanatia và chống lại đế quốc Đông La Mã. Đa tăng điểm. Cái siêu cường của chúng ta vẫn đang bị trừ 75 điểm. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.